Hello, anh chị em có gì chú bác nha. Chú bác thêm cậu mợ nữa. Em mới phát hiện ra một cái game cũng sinh tồn cũng hơi hay. Cái gì Dino Timer gì đó. Mới bắt đầu vô game nè. Bây giờ nó bắt mình làm cái nhiệm vụ gì đó. À, nó bắt mình đi bắt con này hả? Ok, rồi tao sẽ bắt mày. Mắc mới gì tao đi bắt mày. Ngu vậy. Mắc gì tao phải đi bắt mày, tao nghe lời mày hả? Đi tham quan coi xung quanh này có cái gì. Ok, cây này nó chặn, nó không cho mình đi đâu hết anh em à. Đi xuống đây, nó đậu xanh đó, nó không cho đi luôn. Gì mày, bắt tao bắt mày hả? Tao không thèm bắt mày đó. Rồi sao? Thử đi đây khám phá coi. Rồi, nó có mấy cây khốn nạn này nó chặn mình rồi anh em à. Không đi được luôn. Đậu xanh rau má nhà nó đó. Thì em khác người tí coi. Có gì hay hay không? Không đi được rồi. Cho nó bắt mình phải bắt con thú rồi anh em à. Bức xúc nhà. Ok, mình muốn bắt thú đúng không? Tao sẽ bắt thú luôn. Mà mắc gì mình phải ngồi khom xuống mình bắt nó nhỉ? Mình chạy lại mình bắt nó luôn. Chạy gì ngồi khom? Đậu xanh mày. Vô mày. Này. Mày hả? À, này có cục gì vô anh em à? Cho mày thêm cục nè. Nè, tao đứng tao bắt mày luôn nè. Đánh tao đi. Mấy thằng nhóc ép mày. Rồi. Im lặng theo bố đây. Anh em thấy chưa, không cần phải ngồi xuống kia cho nó mệt, chạy lại bắt nó luôn. Có màn lên. Welcome to your new office gì đây, không hiểu. Đậu xanh à, được 200 tiền rồi. Giờ làm gì? À, cái này mở mở lên coi cái bản đồ nè. Còn thua. À, cái này ngồi xuống. Gâu tu tiết gì đây? Cây xây chuồng hả? Này xây gì? Xây chuồng. Xây chuồng lắm ba. Xây chuồng luôn. Đậu xanh nó xây chuồng làm gì trời? Tao không thích. Cái nhiệm vụ gì đây? Mình không đi được. Con thú vừa nãy mình bắt đâu rồi? À, BVB gì đây? Đánh nhau hả? À? Thôi, sống hai bên đi, đánh nhau chi? Giờ đi coi, không vô được. Có nhà mà không vô được. Đập bỏ đi. Đánh đuối hình như có, sao không đi được ta? Nhấp vô cũng không được ta. Cái đậu xanh đó nữa. Gì trời, nhấp không được. ABC này không được luôn. ABC không được luôn. Đang tải cái gì trời? VS
S, Serrano với S đánh nhau không được ta. Giờ này bị lỗi rồi. Level 4 mới được mở khóa mà. Điên rồi. Ok, mình vừa thoát ra vô lại nè anh em mà. Thấy vô giờ nó khác không? Mình nói vừa nãy nó bị lỗi mà. Rồi, nhìn tổng quát chiến trường đó. Khủng long. Úi giời. Nhìn dễ thương đấy. Dễ thương nhìn muốn chạy luôn. Nè cự nhau nè, đánh nhau. Chơi mày luôn. Nhùng mày hả? Tuyệt chiêu nè. Đánh mày nè. Láo nè. Gãi ghẹ. Gãi ghẹ đó hả? Rồi win. Ủa chứ được 150 thịt. Đi tiếp coi. Khủng long nó bị tật rồi anh em à, nó không có gai. Vô chuồng hả? Đậu đi săn đi khiển khó thế. Nè cho nó hồi máu đây. Rồi. Đi tiếp. Đảo xăm điều khiển nó chạy, nó chạy đi đâu vậy? Con này nó bị xỉn rồi anh em à. Muốn làm gì? Hồi máu hả? Rồi 100% rồi đó. Trời, level 3 rồi sao á? Trời. Vậy đâu đây? Cho nó ăn. Cho nó ăn level 10 hả? Rồi ok. Rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ gì nữa nè. Con khủng long của mình nó bị xịn rồi. Rồi. Chơi mày. Nó có bị lỗi hay sao nhỉ? Sao mình điều khiển không được ta? Ra đây là nút đi mà mình đánh nó toàn quay xuống mà. Thì ra nút đi ông nội. Game nó bị lỗi rồi, chắc chắn luôn. Để phải thoát ra vô lại thêm lần nữa. Ok, lại là mình đây. Vừa nãy nó bị lỗi không di chuyển được. Giờ lại phải vô thoát game ra vô lại tiếp. Giờ không biết giờ là dẫn mình đi đâu đây. Đậu xanh nó chạy bộ mông thì to, chạy bao giờ mới tới trời. Lần này không có khủng long luôn hả? Lần này đi bộ luôn em à. Vô luôn mày. Yeah.
Ôi trời, trời, trời đậu xanh này. Đậu xanh nó quật phải còn 5 máu. Đậu chết mẹ rồi. Con khốn nạn này. Chết rồi. Phải làm gì đây? Chắc mình phải đi lấy. Phải lấy con gì đây? Không, phải đi lấy, chắc phải đi lấy khủng long của mình quá. Đấy, ok. Chắc phải đi lấy khủng long mới đánh lại nó nè mà. Đậu xanh đi thì đi thẳng đi, có bị đặt. Phải lấy khủng long mới giết được nó. Trời ơi, nó test một phát một đã chết rồi. Vậy là không ổn này. Tao sẽ quay lại trả thù mày. Khinh thường tao đúng không? Bọn tao vô tán chết cha em luôn. Chơi tao hả? Mày léo. Đánh đi con, chết giờ. Thề luôn, game này bị lỗi VL anh em à. Đó. Đánh không được, không hiện ra cái gì luôn, để mình đánh luôn nè. Thề luôn á. Rồi. Đánh sao đây? Cái gì vậy trời? Mày dám nhắm chết ta? Mày dám nhắm chết? Mày đậu xanh mày? Tao chết thì mày chết. Mấy cái game này bực mình á. Đi như một thằng diễn điệu vậy. Đậu. Đánh tiếp hả? Con máu đâu đánh? Chết mày đi. Chết mày. Chết mày. Đậu. Đậu xanh nữa. Thôi, nghỉ game luôn anh em ơi. Mai ra clip tiếp. Đậu xanh đó. Ok. Anh em thấy clip mà bố láo thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.